Một nam thanh niên ngồi trong sòng bạc đông đúc cùng với nhiều cọc tiền chất thành đống, chăm chú theo dõi diễn biến trên sới bạc. Nhân vật chính trong hình được tiết lộ là một ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, bối cảnh tại một casino ở Campuchia. Thưa quý vị, hình ảnh này đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Dù người này đội mũ, đeo khẩu trang, không thể nhìn rõ gương mặt, song dựa vào những hình xăm trên cánh tay, dân tình lại suy đoán đây chính là ca sĩ Titi. Trong khi dư luận vẫn xôn xao bàn tán, phóng viên báo Thanh Niên đã liên hệ với Titi. Nam ca sĩ xác nhận anh chính là nhân vật trong bức ảnh đang được lan truyền. Cựu thành viên HKT chia sẻ thêm rằng bức ảnh này được chụp cách đây 3 tháng. Thời điểm đó anh sang Campuchia để thăm người thân và có đi cùng bạn vào sòng bạc. Tuy nhiên nam ca sĩ phân trần rằng khi vào trong, bản thân chỉ xem và ngồi canh tiền cho bạn và bức ảnh bị chụp lén trong lúc người bạn này đi vệ sinh. Chia sẻ với báo Thanh Niên, Titi cho biết tôi chưa bao giờ đánh bạc. Lúc đó tôi chỉ vô trong ngồi, tại bạn tôi đi vệ sinh nên tôi mới ngồi đó giữ tiền dùng thôi. Nam ca sĩ còn tiết lộ khi nhận được hình ảnh từ bạn bè anh đã lường trước bị điều tiếng, đồng thời nói thêm việc đi vào casino ở nước ngoài là bình thường và không vi phạm pháp luật. Ca sĩ Titi sinh năm 1990 trở nên nổi tiếng nhờ ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc HKT. Sau khi nhóm dừng hoạt động, nam ca sĩ vẫn xuất hiện trong một số dự án nghệ thuật và được biết đến là một doanh nhân trẻ. Thời gian qua, Titi có mối quan hệ thân thiết với nữ ca sĩ Nhật Kim Anh và vướng tin đồn tình cảm, song Titi từng lên tiếng phủ nhận. Về hình ảnh ngồi trong sòng bạc ở Campuchia, dù đã phủ nhận chuyện đánh bạc và khẳng định bản thân chỉ ngồi canh tiền giúp bạn, nhưng ca sĩ Titi vẫn nhận về không ít chỉ trích. Còn quý vị nghĩ sao về thông tin này? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận bên dưới video. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.